Sau khi blank xong, mình biết phần thi tiếp theo là phần thi Body Jam. Mình nghe mình cảm thấy rất là mệt. Mệt mỏi vì chương trình Miss Việt Nam quá đỉnh. Các bạn quá là giỏi á. Điểm thể hiện của mình đó là sau khi blank xong, mình biết phần thi tiếp theo là phần thi Body Jam. Mình nghe mình cảm thấy rất là mệt. Mệt mỏi vì chương trình Miss Việt Nam quá đỉnh. Vì mình được tập một cái bộ môn mà đó là bộ môn mà mình yêu thích nhất cuộc đời. Cardio, nhảy theo nhạc. Thì lúc đấy mình cảm thấy rất là hưng phấn. Chúng ta đã đến với trạm thứ 2, Body Jam. Xin chào tất cả các bạn thí sinh ngày hôm nay. Đối với những bài tập về Body Jam á, chúng ta sẽ có những cái bước nhảy của mình rất là năng động và rất là dứt khoát. Hy vọng là tất cả các bạn thí sinh ở đây sẽ thể hiện thật tốt. Chúng ta đang có 18 thí sinh xuất sắc nhất chia thành 3 đội. Phần này sẽ loại đi một đội. Và ngay từ giờ phút này, 30 phút dành cho sự tập luyện bắt đầu. Let's go. Đây là lần đầu tiên mà chỉ trong 30 phút với những người mà chưa từng tập luyện với nhau, vừa phải tập bài, thuộc bài mà vừa phải ghép đội hình, thì Vi Anh nghĩ là cũng là một cái thử thách khó nhằn cho những cái dancer chuyên nghiệp ấy. Và ngay bây giờ đây sẽ là phần thể hiện của nhóm thí sinh đầu tiên. Xin mời các em. Anh không nghĩ là có 30 phút thôi mà mọi người nhảy được như thế này á. Tracy thật sự là bất ngờ luôn á. Tại vì các bạn quá là giỏi á. Dạ xin mời sự công bố kết quả đến từ chị Tracy. Tiêu chí của mình đó là về tinh thần của Body Jam, về kỹ thuật và phần cuối cùng đó là phần sáng tạo. Tracy sẽ công bố từ team 3 một số bạn mình mắc lỗi kỹ thuật. Điểm thể hiện của mình đó là được 9 điểm. Chúc mừng team 3. Team 2 của mình số điểm như sau. Chúng ta có 2 bạn mắc lỗi ở trong đó nên chúng ta sẽ có 9 điểm. Team 1 của mình, tinh thần của Body Jam đó là 4 điểm. Kỹ thuật của các bạn 3 điểm, nữa là 7 điểm. Và phần cuối cùng của các bạn đó là phần sáng tạo, chúng ta có 1 điểm. Tổng cộng của các bạn đó là 8 điểm. Không may mắn là team của Thiếu Lan không được đi tiếp, nhưng mà những team khác công nhận luôn là rất là nổi trội hơn mình về cả về đội hình lẫn kỹ thuật.